Đây nha, đây là xếp đồ hình là vẫn kịp skin nha. Để cô thử con MK nó có chi kích không nha. Ủa cái gì vậy? À đây 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 nè. Coi thử, tôi coi thử nó có chi kích không nha. Bên này là không có nè, bên này chống mấy mục tiêu. À chống fan, để coi thử ống target chỗ nào. Fan tôi coi thử nó target chỗ nào cái hả. Để tôi coi lại cái đoạn này cái. Ủa ta ghét vô con chày nè, mà cùng hàng với con chày trốn hai mục tiêu vậy. Từ bên đấy coi tiếp sao á. Rồi sao nữa. À cái này là chi đuổi hả? À trốn nè, trốn tiếp nè. Phan từ từ. Từ từ mấy ông đừng mấy từ giờ mới để tôi tập trung tôi coi thử coi thể cái tua nãy là chi kích bằng đồng vũ đầu hay là chi kích của skin mấy ông mới từ từ á, tôi coi thử là chi kích bằng đồng vũ đầu hay là chi kích của skin. Mấy ông làm tôi rối quá từ á, tôi coi thử là chi kích bằng đồng vũ đầu hay chi kích của skin nè. Con zombie men hành động nè. Ủa chứ sao lại còn thì bên bên xanh nó không, bên bên kia nó không có MK mà mấy ông. Bên kia nó không có MK mà, bên kia nó không có MK thì nó dùng skin nó vẫn chi kích bình thường mà, bên kia đâu có MK đâu. Là lượt tiếp theo là con hiệp sĩ kim loại nó quýnh vô target cho con tăng top nè. Rồi chó con tăng top nè. Rồi chi kích nè, cái này là chi kích của skin nha, cái này là chi kích của skin đó nha. Ủa sao nó. Vậy là không có biết à. Không có biết. Anh coi clip đầu sẽ rõ. Clip đầu đây nè đúng không, đây đúng không, ui điệp về đồ hình của mày lực quá ấy. Đây bb luôn nè, mấy anh em sẽ coi ngay từ đầu, coi khi bắt đầu trận á, mấy anh em coi đây bk khi có DK server này mà server nào quay sớm vậy ta, hôm nay mới 31 mà. Đây con DK đây này, server test thì sao á. Đây nha, đây là một bên có MK nha, một bên không có MK nha. Thì coi thử là con này nó con năm đầu này. Ở bên đây không có skin, bên đây không có skin. Ủa mà tại sao lại đặt bên, ủa tại sao kháng hình chữ thập mà tại sao đặt trên góc người ta, sao nó không đặt ở giữa ta? Đây axit nè, axit một con hai con nè, ba con axit ba con,
nè, nổ đam axit nè. Để cô thử giật DOT, chờ tới lúc mà nổ đam. Ôi nổ đam vẫn bị nè. Nổ đam vẫn bị nè, đây đây mở chậm lại cho mấy ông coi nè, nổ đam lại vẫn bị nè. Nổ DOT vẫn bị nè. Nè cái đoạn này nè, đây nè mấy ông coi nè. Nè con xương rồng ném axit vô nha. Đây nè con xương rồng ném axit vô nè, đó, đam axit này nha. Rồi lượt tiếp theo là lượt hành động của con năm đầu nè, là con đây nè, sau khi con zombie nó bắn nè. Đó là lượt hành động của con năm đầu nè. Đó nổ đam con năm đầu nha, nè, cô đam DOT nổ nè. Nè DOT nổ nè. Đó DOT nổ vẫn bị mà. DOT nổ vẫn bị. Đó phế đâu, tí lại đi. Nếu gì mà phải nếu tính ra gì mà sếp phải xếp con MK vô giữa rồi. Nó xếp con MK vô góc vậy là một con bị nè, một con bị axit nè, hai con bị axit, ba con bị axit nè. Ba con này nó bị nhiễm axit gì thì ba con nó nổ ba lượt hành động thì ba lần nổ đam DOT tim vẫn giật chết bình thường mà. Ba con trong đội hình hiện tại là ổng xếp con MK vô góc vậy là ba con đang bị nè, nè đó nổ nè, đó, đây nè, đây tu lại nè. Đây nè, con tới phiên DK bị dính nè, nổ axit là không bị nha, nổ axit là không bị. Nè đó nổ đam DOT đó, DOT vẫn bị mà. Nè nổ đam DOT vẫn bị nè. Đó nè, DOT nè, đó DOT vẫn bị nè. Rồi năm sao tím thì ngon, năm sao tím thì ok. Ôi trời điện mày chống 4 con luôn kìa. Đây nè, đây nè, đây nè, đây nè. Đây nè. Tu lại một tí, tu lại một tí. Ba con rồi nè, đang là chống ba con rồi nè. Đây là chống ba con rồi nè. Hồi nãy ai gửi cho tôi cái link ra để tôi cảm ơn ông cái rồi. Ông nãy ông trên là ông nào nãy ông nào comment gửi cho tôi cái tên ông comment lại ông gì hồi nãy gửi tôi cái link tên của ông này, tôi gửi lời cảm ơn tới ông nha, nhờ ông mà giải quyết được cái cuộc cãi lộn ở trên đây. Ông gì để tôi kéo lên tôi coi lại coi tên chữ màu xanh đâu rồi. Ông comment lại trên tên kênh tôi cái ông ơi, cảm ơn ông nha, cảm ơn ông tí nha. Đó mất rồi. À rồi ông Ken Holy, ok cảm ơn ông. Đó, anh em nào muốn coi thì ông gửi anh lên rồi đó. Để chỉnh về bình thường này. Vẫn bị đam DOT nha, vẫn bị DOT. Để coi thử có một trận nào mà bên kia nó cũng có MK á. Để coi thử một bên nào mà ông coi thử ông đánh bên nào mà có, trời sao toàn lửa mấy đội hình mà lửa mấy đội hình mà không có mấy con skin coi cái khả năng kháng chi kích ra đâu. À đây nó xài skill nó chống 4 nè. Nè, ba con đúng không? Ba con chống ba con. Để kiếm cái trận nào mà quấn với con skin á để coi thử đặt vô nó có xóa luôn cái hiệu ứng hay không. Chứ còn coi gì thì chỉ một phần thôi. Đồ tính ra như gì thì vẫn xếp hai công nghệ nha. Ồ đam to phết đó mấy ông ạ. À. Nhưng đam chính vẫn là đam DOT. Thiêu đốt nè, vừa thiêu đốt vẫn ấy, vẫn đây nhưng đam chính vẫn là đam DOT mấy anh em à. Đốt của con hiệp sĩ kim loại về đập của con skin bên kia nó giật vẫn đâu. Đây là vô trận rồi, để coi lại vô trận luôn nè. Cái hiệu ứng mà cái đầu kiếm cầm xuống á. Chón nè. Sao nó quýnh thằng này hoài vậy? Đây nè có skin nè, có thử nó. Này là đầu hũ đầu nè. Đây là đầu hũ đầu nè. Đầu hũ đầu nè.
rồi đầu hũ đầu quái nhân nè, rồi cái đó là đầu hũ đầu. Rồi coi thử quýnh cái chi kích không nha. Rồi chón luôn, ăn chón luôn. Rồi ăn chón tiếp, chón hoài luôn. Thôi đủ quá, dễ tính ra đủ. Con này mà đi với mẹ con này đi với con Sikin mà bên kia không có MK thì mẹ con như ăn chón tới chết luôn. Trời ơi, đủ quá, dễ mà tính ra là bây giờ là con MK này mà đi với con Sikin mà bên kia mà không có MK là coi như đủ quá. Con Sikin với con MK này nó chống chiến kích luôn, là con Sikin vẫn chưa bị phế. Mày con Sikin vẫn còn chơi tiếp được à? Rồi giờ phế Sikin chỗ nào đâu? Bây giờ đội hình bên kia mà không có con MK, mà đội hình bên đây mà có con MK, tính ra là mày con Sikin vẫn còn chơi tiếp được à? Mày cháu liên tục luôn à? Trời ơi, cháu liên tục, cháu nó chết luôn nè, đầu mũ đầu nè. Vậy tính ra là bây giờ thằng nào mà không có MK gì bây giờ thằng nào mà không có MK thì thằng nào mà không có con MK thì bên kia nó kịp MK cái Sikin gì nó trốn từ đầu đến cuối à. Quá cay à. Nè ví dụ như trong thằng này nè, đây nè, nó trốn từ đầu đến cuối luôn nè. Bên đây là không có con MK nha. Bên đây là không có con MK. Nè để hình chữ thập luôn nè, đó để hình chữ thập giờ đúng bài rồi nè. Đó để hình chữ thập vậy là coi như có hai con bị dính axit à, là giật đâu vô đam đâu. Rồi bây giờ con Sikin bên đây nó đấm. Rồi chống hoài luôn, đứng im luôn. Mít chó. Ok, quá. Ôi ủa nhìn đam đeo tê giật nè. Giờ có ba người mày đam đeo tê giật nè. Mày phải cứt thiệt. Rồi hiểu rồi, bây giờ coi gì là chung quy lại thấy mày thằng nào cũng có MK đó thằng hành. Rồi ủ game mất cân bằng mày cứt ra. Rồi cuối cùng con cá vẫn chơi tiếp được.